Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trên báo Thanh Niên, khoảng 10 giờ 30 phút trưa nay ngày 20 tháng 10, Lý Đình Vũ 37 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã đến Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú. Vũ được xác định là người thứ ba liên quan vụ xả trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sẽ nhà máy nước sạch sẽ sông Đà nơi cung cấp nước sạch sẽ cho nhiều địa bàn thị trấn Hà Nội. Sau khi hoàn thành các thủ tục ban đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hòa Bình để nối tiếp đấu tranh, làm rõ rệt vụ án, Đại tá Phạm Văn Lương thông tin với báo Thanh Niên. Theo ghi nhận của báo Công an Nhân dân, khi Lý Đình Vũ bỏ trốn, Công an tỉnh Hòa Bình chia làm nhiều tổ công tác ráo riết truy lùng đối tượng này. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Thuận Thành phát hiện Vũ đang có mặt tại khu vực giáp với huyện Thuận Thành. Các thùng chất thải mà nhóm nghi can đổ trộm ở Hòa Bình. Ảnh, Lao Động. Sau khi ra đầu thú, Lý Đình Vũ khai khi biết đồng bọn là Nguyễn Chân Đại và Hoàng Văn Thám bị cầm giữ, Vũ đã bỏ trốn qua nhiều địa phương như tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Tin từ báo Dân Trí cho hay, tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ đã khai toàn cục hành vi tội lỗi của mình. Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Lương cho biết trên VN Việt Nam, ban đầu, Vũ khai có một giám đốc doanh nghiệp thuê anh ta đổ chất thải. Lời khai này đang được làm rõ rệt. Trước đó, trong chia sẻ trên tờ Người đưa tin, bà Nguyễn Thị Mờ, xã Xuân Lâm, tỉnh Bắc Ninh mẹ của Lý Đình Vũ, nói hiện gia đình làm nghề thu mua, phát triển dây chun và Vũ chủ yếu ớt dùng xe tải để đi giao hàng cho khách. Bà Mờ nói gia đình trước đó có dây mượn được một khoản mua xe tải cho Vũ chạy kiếm thêm thu nhập. Trước khi Lý Đình Vũ ra đầu thú, công an đã tạm giữ cấp 2 đối tượng là Nguyễn Chân Đại 1994, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, và Hoàng Văn Thám 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Đại và Thám khai hôm 6 tháng 10 được Lý Đình Vũ thuê lái xe tải từ Bắc Ninh đến công ty gạch, vốn xứ Thanh Hà tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, lấy chất thải vào 10 thùng, khoảng 10 mét khối, rồi đi về xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, gửi xe ở đó. Đến ngày 8 tháng 10, Đại, Thám và Vũ dùng hai ô tô chở chất thải lên địa bàn xã Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình xả trộm. Trong vụ việc này, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường theo luật pháp tại điều 200.